Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Thắng sẽ mang đến cho quý anh chị một chiếc xe mới vừa được công ty thu về nha, và một chiếc xe rất là quen thuộc luôn. Trước mặt quý anh chị đây chính là Toyota Innova 2.0e phiên bản số sàn, xe sản xuất 2019 nha quý anh chị. Xe màu đồng bánh kim, xe này đã di chuyển được 98.500 cây rồi. Xe mang biển số thành phố, nếu như quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố á, chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Chúng ta sẽ giữ nguyên biển và chỉ cần sang tên thôi. Đối với những cái xe mà hộ khẩu thành phố thì chúng ta phải tốn 20 triệu để mà bấm biển. Thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái phần đó nha. Nên đó cũng là một cái lợi thế khi mà quý anh chị chúng ta lựa chọn xe cũ. Và mẫu xe này thì vừa được công ty thu về, chưa được dọn dẹp, chưa được vệ sinh nha quý anh chị. Thắng sẽ đi tổng quan về xe và công bố cái giá bán để cho quý anh chị chúng ta cập nhật nhanh nhất. Và nếu như yêu thích cái mẫu xe này thì có thể liên hệ với Thắng, Thắng sẽ hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế chúng ta lái thử nha. Rồi mình đi tổng quan bên ngoài xe nha quý anh chị. Xe màu đồng bánh kim thì hiện trạng thì đối với đèn, mặt ca lăng đều là zin hết, cabo là nước sơn zin luôn. Cabo nước sơn zin nha. Chỉ có bị một số cái vết xước dạng đá văng thôi, không đáng kể nha quý anh chị. Về chất lượng thì không đâm đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ. Đó là những cái tiêu chí tiên quyết khi mà quý anh chị ta mua xe tại hãng rồi. Cản này thì có sơn dặm nè, chạy xước sơn dặm nha. Rồi mâm lốp thì đã được thay lốp mới rồi nha quý anh chị. Đây, với chiếc lốp khá là dày, chúng ta sử dụng thêm khoảng độ 60 đến 70 nghìn cây nữa thì mới có thay nha. Mâm, phanh trước, phanh đĩa, gầm bệ nè, phuộc thì chưa có dấu sửa chữa thay thế, không bị xì nha. Bên ngoài xe thì đã có dán phim, che mưa, chén cửa, những phụ kiện cơ bản rồi. Cửa nẻo nước sơn là đồng màu, ốp nắp xăng có đầy đủ rồi. Lốp thì được thay mới. Phía sau xe thì đối với mẫu xe này chúng ta có hai cảm biến nha, hỗ trợ chúng ta lái xe an toàn khi mà dê. Có luôn con mắt dê phía sau thì tích hợp bên trong là một cái đầu DVD hoặc là Android. Thì tí xíu nữa thì Thắng vô Thắng quay cho quý anh chị coi nha. Phía sau xe là cốp. Innova thì được một lợi thế là rộng rãi nha. 8 chỗ rộng rãi, gầm cao, độ bền cao. Và chi phí mà chúng ta bảo dưỡng mẫu xe này đối với những cái mức 5.000 cây á, thì khoảng độ từ 800 cho đến 1.200.000 thôi. Rất là rẻ nha quý anh chị. Ốc cốp này, chưa từng tháo ra nha. Đối với hàng ghế thứ ba thì quý anh chị ta không dùng á, chúng ta có thể gập lên như thế này, ta được một cái khoang lưới rộng hơn nha. Túi đồ nghề con đội thì còn nguyên trong đây nha quý anh chị. Có trải sàn rồi, miếng lót cốp. Đèn sau là đèn zin nha. Lớp dự phòng còn khá là dày luôn. Xe rất đẹp nha quý anh chị, rất liền lạc. Mẫu xe đi được 98.500 cây nhưng mà chủ trước dùng kỹ á, cho nên cái chất xe còn liền lạc. Gầm bệ nè, để Thắng cúi xuống Thắng quay cái khung gầm cho quý anh chị coi nha. Đây, khung gầm phía trước nè, động cơ không có bị xì nhớt nha, khô ráo. Gầm bệ thì không có bị rỉ sét gì hết. Thì Thắng quay kỹ để cho quý anh chị nào chúng ta đang ở tỉnh xa, chúng ta không có nhiều thời gian để mà lên coi xe thì có thể coi qua video được rồi. Những hình ảnh mà Thắng quay á, đều xe bên ngoài sau thì lên hình ảnh nó như vậy, Thắng không có chỉnh sửa nha quý anh chị. Rồi bên ngoài xe xong rồi chúng ta đi vô trong coi có nội thất nha. Đây, nội thất xe thì xe đã được chủ lên cái bộ ghế da, bộ ghế da này màu cam, nó chưa vệ sinh cho nên còn hơi dơ nha quý anh chị. Rồi đầu DVD nè, tích hợp camera dê phía sau, hồi nãy Thắng có quay cho quý anh chị coi đó. Điều hòa, rồi cân bằng điện tử, số sàn, có luôn bọc trần và chải sàn nha. Đầy đủ phụ kiện rồi, quý anh chị chúng ta mua mẫu xe này về chúng ta không có tốn tiền làm phụ kiện nha. Bật lên xuống inox nè, chải sàn nè. Chân con thì nhẹ nha quý anh chị, Thắng đã kiểm tra rồi. Đối với mẫu xe này mới về cho nên là tầm khoảng một tuần lễ nữa thì sẽ hoàn thiện. Nếu như quý anh chị chúng ta yêu thích thì có thể lên coi xe những thời điểm như thế này nè. Bên công ty Thắng vẫn cho quý anh chị coi nha, vẫn lượt lái thử luôn. Và nếu như chúng ta muốn mua thì chỉ đặt cọc thôi, đặt cọc khoảng 30 triệu để mới giữ xe. Sau khi mà hoàn thiện hết thì chúng ta lên đóng đủ tiền và nhận xe nha. Đó là quy trình bán xe bên hãng bên Thắng, rất là dễ dàng luôn và hỗ trợ quý anh chị một cách tối đa nha. Rộng rãi, sạch sẽ. Và chiếc Innova số sàn 2019 đi được 98.500 cây này đang được bên Thắng dự kiến chào bán mức giá là 665 triệu nha quý anh chị. Màu đồng nguyễn kim, mang biển số thành phố. Nếu như quý anh chị quan tâm thì gọi cho Thắng.
Tấn tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán, rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế, lái thử cảm nhận, rồi chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha.